Xin chào, iPhone của mình đang được cài Flash rồi. Bây giờ mình sẽ thử mở một số trang web có Flash xem nó hiển thị trên iPhone như nào. Cách để làm cái này mình đã có trên diễn đàn, bạn có thể tham khảo. iPhone trước hết phải được jailbreak, và iPad hoặc là iPod thì cũng có thể làm theo cách này được. Đầu tiên mình sẽ thử vào một trang web nghe nhạc online. Trang nhạc của tôi. Trời đang mưa nghe bài mưa thôi. Một cái điểm yếu của cái này đó là nó không tự động hiển thị flash, mà bạn phải bấm vào thì nó mới hiển thị lên. Đây, cái khung flash đây bạn phải bấm vào, hoặc là hai cái khung bên này phải bấm vào thì nó mới hiển thị được. Chạy rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử một trang chơi game Flash Online là trang Sóc Vui này. Xem nó có chơi game được không. Rất nhiều Flash. Tìm một game Flash. Game bất kỳ. Game này tên là Hỗn Chiến. Không được, không chơi game được. Như vậy chỉ có nghe nhạc online được. Bây mình sẽ thử thử xem video, xem trang 24 giờ, xem một clip bóng đá. Xem clip trận tranh siêu cúp qua giữa MU với Chelsea. Tất nhiên khi chạy Flash trên iPhone này thì máy sẽ rất chậm và ngốn rất nhiều bộ nhớ. Bộ nhớ bây giờ của mình hiện tại chỉ còn có 25 MB. Bây còn 13 MB. Khi nào nó dùng hết bộ nhớ này thì chương trình Safari sẽ bị bật ra. Sẽ bật ra ngoài. Thử xem một đoạn video xem nó có bị bật ra không. Như vậy là không xem được. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Chờ trong web tải hết xem có được không? Mai hôm qua thắng Chelsea tỷ số 3-1. Người ghi bàn là đầu tiên là mình không nhớ, nhưng có một bàn của Hernandez lại bị bật rồi. Như vậy không xem được video. Thi thoảng mình xem được, mình đã thử thử mấy lần nhưng chỉ có một hai lần xem được, tức là như chị may rủi xem được video.
Rồi, xin cảm ơn.